lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát bên như sao diêu giật dơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn thôi. Dù cho mưa gió của an thân về một sương hai nắng cho bạc mái buồn kín ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một miếng tiếng ru êm đềm mẹ hiền lòng. Chỗ này là sinh nhật ông Bi á. Ghé thôi, ghé mà xuống nhà ông Hào đi. Hôm qua con đi rồi nha. Ngồi, ngồi ơi. Đấy, bạn Bi á có mặc áo đầm. Rồi xong có xịt nước biết rồi xong trúng vô mắt con. Bạn ai? Bạn sinh nhật ai? Sinh nhật anh Bi á. Lòng mẹ chan chứa trên bao tôm làng gần. Tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng đền. Lời ru xa xin núi đôi suối rừng dặn trên. Sống ven Thái Bình một lòng vui nâng vỗ về những người một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mòi khắc ghi bên lòng con trẻ muốn thương con mẹ hát câu êm đềm dù lòng thơ ấu của anh gì chân bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con mai tóc chốt đầy đẫm sương. Ngoài xa vắng trên đường sớm chiều về đây. Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời
không? Cháu nội hả? Biết ai không? Gặp gì? Dài căng à? Ai đây? Không biết. Gặp gì? Cậu Bảnh. Cậu Bảnh. Đỉ không? Cơ ông Bảy muộn. Sao mày mới vô đây vậy? Cơ ông Bảy muộn. Trời nghiệp quá. Ông sớm mà. Ngồi chơi chút rồi mới đi. Quá. Em quay trở lại nha, anh gọi đem quay trở lại em đấy nha. Chẳng có lại đặng đi nãy giờ. Mọi người cứ đi nha. Đi đi. Bà nội đi ổng ấy, bà nội đi luôn á. Quay trở về nhà, bà đổi đôi dép. Mang đôi dép vô. À, vô đây bú miếng này rồi đi. thấy không? À, cái gì? Thấy không? Rõ. Cái phim Hầm Thủ Thiêm đưa tối qua sáng mở ra gần 100 người coi liền. Vậy hả? À. Lại dữ vậy. Tụi về bển tụi mở ra coi. Có copy cái gì hết trơn. Cái mấy cái mà CS file đồ này kia ông có cái rộp đất kia không? Ví dụ cái key để mình lót vô nó. Có đủ, tôi thường xài là có cây hết. Có nhét cây hết. Không cần product key, tức là mấy cái số mã của nó có. Nói vậy chứ biết bao giờ mà. Cái tôi thường xài gọi là bản full đó. Full là nó có cây sẵn, tôi để sẵn trong đó. Rồi tôi viết cái bài hướng dẫn cách cài đặt như thế nào luôn. Mỗi cái software là tôi có làm kỹ lắm. Khi người ta đọc cái đó là người ta làm được. Mới rước hả? Nó học trong này hả chú? Nó học cái trường Hạnh Phúc á. Hạnh Phúc ở dưới này nè, ngay chùa bà nè. Ngay chỗ cái nhà của Út Phương á. Dạ. Cái hẻm vô đó. Dạ thì đây nè, đường số 6 rồi chú. Không phải, ngay chỗ hẻm chùa bà, nghe nhà Út Phương. Thì đây nè, đây nè. Đây hả? À, thuốc đây. À, đúng rồi. Thì cái... Giờ của đường cãi. Chú ở nhà chú, của chú gì của anh định? À, nhà thầy giàu. Tóc quá. Nhà thầy giàu đó nè. Chú giàu á. À, nhà thầy giàu đó. Dạ, thầy giàu. À. Về có một tuần lễ ra không có đi đâu mà. Chơi được hết ráo. Không đi đâu mà chơi. Thì tới đi. Còn nhiều mục hấp dẫn quá mà chưa đi. tối qua tính phone xuống rủ anh đi, mình nói chắc anh ngủ sớm thôi. Dưới mưa phải không? Qua không, đâu có mưa gì đâu. Chiều phải không? Mưa chiều. Tối hồi sáng này coi một cái phim cũng của một cái độc giả người ta đưa lên. Mà anh thấy Việt Nam ẩu dễ sợ, có cái thằng nó chở mấy cái bao giống như bao xi măng, nó chở xe gắn máy đi ngược chiều vô luôn, chạy vô luôn. Mà bây giờ thì nó chưa phạt, nó mai mốt nó mới phạt. Mai mốt nó thấy, nó quan sát ở trong camera, nó thấy được nên là nó báo cho công lộ đứng chặn đầu, ló mặt ra là chụp. Ẩu quá. À đúng rồi. Lâu em. Lâu lắm. Lâu lắm rồi hả? Cũng đau, thành nữ không có xuống má được, ít đi. Kỳ này xuống là thấy khỏe hơn cách nay một năm tôi xuống. Yeah. Cách nay năm xuống thấy yếu, kỳ này xuống. Kỳ tôi qua Pháp phải nằm ở Dược Pháp luôn. Yeah. Tôi mới giọt về. Yeah. Kỳ sau này đi xin ông bác sĩ gì đó, Sĩ Hải gì đó cô. Có ghé thăm thường lên. Dạ. Mới này. Ông đó là lúc trước nhờ chị Nga giới thiệu tôi. Mới kêu ông lại nhà khám bệnh cho ông Quyền, bữa tối nó cũng đau bụng. Kêu ông lên. Coi chứ có bác sĩ lại tới nhà cũng đỡ. Mà nó tốt đó nha. Dạ. Nó tốt quá. Chú cô nó cái nói lại à. Nhiều khi cái thường thường mà mình tưởng nặng, ví dụ như đó. Mình có bác sĩ yên bụng hơn. Chứ mình có thuốc thiếu gì mà chú uống thì cũng hơi nhại nhại. Giờ nó làm ở Nhiệt Đới rồi. Chứ không phải quận 2 nữa hả? Không, nó về đây, nó xin gì đây. Nhưng mà nhà ở đây hả? Đi làm gì về? Nhà nó dưới này nè, ở tôi ra chút xíu. Mình đi sớm về thì mình thoải mái. Anh hai lên xe đi luôn nhanh hai. Thôi. Xe còn rộng mà. Thôi, được rồi.
tôi cái gì cũng vậy, tôi binh chắc ăn không à, chứ đừng có nhiều cái người họ để mấy giờ, xe cũng vậy nữa, có nghĩa là thầy thấy nó còn chừng 40-50 cây số gì là tấp vào đổ xăng, không có để cạn bình, sợ xe hơi sau đẩy không ra còn đẩy được. Đầu tôi đi mà lỗ có 1 ký mấy đó, nó phạt tôi 120 euro á, về đó vẫn cái tụi tây nó kỳ lắm này, hồi em xuống cái nó chưa gì hết, chưa mở vali chưa gì hết là nó biểu em đóng thuế 500 quan. Em nói đâu có được, đồ này là đồ của tôi xài với lại đồ tôi cho cadeau bạn bè chứ tôi có buôn bán gì đâu mà đóng thuế. Cái nó biểu mở ra coi, lúc đó mở ra nó thấy đồ ăn đồ gì tầm bậy tầm bạ không, rồi thôi. Thì cũng đi thương mại vậy hả? Làm giống như đi trả giá chứ không có lực lợi gì hết. Không vậy mà về Việt Nam tôi